và toàn thể các bạn lớn. Để cảm niệm và tri ân công đức của các ban hộ niệm đã tiến đưa cụ vãng sanh vô cùng là tuyệt vời. Dạ, kính bạch trên chư tôn đức tăng ly tham gia chứng minh, kính bạch lão cư sĩ dầu âm, kính bạch các cha các má. Trong quán kinh chương hạ phẩm hạ sanh có nói: hạ người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành, khi sắp chết tướng địa ngục hiện bậc, được bậc chân thiện trí thức khuyên bảo liệm Phật, kẻ ấy vâng lời liệm chưa đầy 10 câu, liền thấy hóa Phật đưa tay tiếp dẫn vãng sanh. Là hàng phàm phu, tuy chúng ta không tạo tội ngũ nghịch, nhưng tội thập ác thì ít hoặc nhiều ai mà không mắc vậy. Sau khi mà nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn ba đường ác hiểm không sao tránh khỏi. Thực tế ngay lúc lâm chung, tướng địa ngục đã ứng hiện, làm cho người ấy thất điên bát đảo, sợ hãi tột cùng. Phật dạy, người như vậy mà gặp được bậc thiện tri thức khuyên bảo liệm Phật, mà người đó liệm chưa đầy 10 câu đã được vãng sanh. Thiện tri thức ở đây chính là ban hộ niệm. Vậy đây chúng ta thấy rõ ràng, hôm nay gặp được ban hộ niệm làm đúng như lời Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vậy con xin hỏi các cha các mẹ, chư vị đồng tu, chỉ cần chúng ta nghe lời vâng lời ban hộ niệm, mà làm theo lời ban hộ niệm, mà niệm được câu Phật hiệu 1 đến 10 niệm lúc lâm chung, chúng ta được đức từ phụ A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Rất nhiều người đã được như vậy rồi, nhiều người nhờ ban hộ niệm mà đã được ra đi và để lại cái thân tướng vô cùng tốt đẹp như vậy rồi. Vậy xin hỏi các cha các mẹ, chúng ta có tin tưởng pháp môn niệm Phật hộ niệm này hay không? Có. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Hôm nay chúng ta niệm Phật là chính từ kim khẩu của Đức Phật chỉ bày cho chúng ta. Hôm nay được gặp ban hộ niệm cũng chính là từ kim khẩu của Đức Tử Phụ hướng dẫn chúng ta. Vậy thì hôm nay xin chư vị hãy trân quý lấy cơ hội này, trân quý lấy những ban hộ niệm hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta nghe lời, tin tưởng, làm theo thì xác suất của chúng ta vãng sanh rất là cao. Nhưng chúng ta cũng phải biết chính chúng ta là hàng phàm phu, thì cho dù là tu lâu năm, cho dù là có hộ niệm giỏi đến mấy đi chăng nữa, cũng không có cách nào mà tránh khỏi những sơ suất. Đúng không chư vị? Các cha các má có đồng ý là như vậy hay không? Đúng ạ. Dạ đúng là như vậy. Hôm nay một lần nữa chúng con xin thay mặt cho đại chúng kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm Từ Bi vì hàng phàm phu chúng con mà chỉ bày, mà vì hàng phàm phu chúng con mà hướng dẫn, để cho chúng con hiểu thấu hành đúng, để đời này chúng con cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chủ đề của buổi hội thảo ngày hôm nay là niệm Phật với dụng ý nào mới đúng chánh pháp. Câu trả lời G: niệm Phật không được uống thuốc, vì còn uống thuốc thì còn sợ chết. Dạ con xin hỏi chư vị, câu trả lời này là đúng hay sai ạ? Sai. Dạ, một lần nữa chúng con xin cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm Từ Bi hướng dẫn chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tùng giáo phẩm chứng minh, con ngồi đây mà con ghen với Bác Đạt. Bác Đạt cùng chư vị đang ở bên các vị đại sư, sao mà phước báu của chư vị lớn quá, trong khi chư ông thì lúc nào cũng lủi thủi một mình. Xin thành tâm ghen với chư vị. Một ngày nào đó nếu ông dâm về Việt Nam, chắc chắn chư ông cũng sẽ đến bái kiến chư vị và ngồi bên các ngài.
để hưởng chút phước báo mới được, chứ không thì mình lỗ quá. A Di Đà Phật. Xin bạch với chư thầy cùng tất cả chư vị, sở chất là một điểm tối kỵ của con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì sở chết là một điểm cấm của pháp hộ niệm. Tuy nhiên khi chúng ta tu hành, đừng sơ ý mà làm những việc cực đoan. Ví dụ như câu G này là câu cực đoan: niệm Phật không được uống thuốc, vì uống thuốc như vậy là còn cầu lành bệnh, còn cầu hết nạn, còn muốn sống thêm. Xin thưa với chị vị, nếu những người nào mà nghĩ như vậy thì mau mau đi bác sĩ khám, rồi bác sĩ cho thuốc, ra tìm thuốc tây mua thuốc uống liền đi. Đừng bắt gia đình mình phải chịu khổ nhiều hơn nữa, và đừng bắt cái thân thể mình chịu khổ nhiều hơn nữa. Không tốt đâu, không tốt đâu. Vì ông thường nói rằng là cái thân mạng này nó có định kỳ, chết sớm hay chết muộn, ngày nào ra đi có định kỳ rồi. Tuy nhiên thì về bệnh hoạn, không phải là cái căn bệnh này làm cho chúng ta chết đâu, mà cũng không ai biết rằng là cái căn bệnh này ta còn sống nữa đâu. Tất cả cái đó đều có duyên nghiệp cả. Quý vị nên nhớ cho kỹ, trong cái nhân quả của mình nó có cái nhân quả quá khứ, nhân quả hiện tại và nhân quả vị lai. Cái hậu quả này chúng ta phải cẩn thận. Trong đời này chúng ta bệnh mà chúng ta không chịu uống thuốc là tự mình tạo cái nhân hiện đời để lãnh cái quả báo hiện đời một cách oan uổng mà không hay. Ví dụ như ta nhịn đói là chúng ta tạo cái nhân đói, ta chịu cái quả đói. Đó là tự mình tạo nhân, tự mình nhận quả. Đây gọi là hoa báo, quả báo hiện tiền. Ăn uống không kỹ, sơ ý mang bệnh, đây là tự mình tạo nhân hiện đời để nhận cái quả báo hiện đời. Tự mình chịu khổ, mình ráng chịu, chứ không đổ thừa cho cái nghiệp chướng lâu dài được. Nghiệp chướng lâu dài có nghĩa là ta nhận cái quả báo trong nhiều đời nhiều kiếp trước, gọi là cái hậu, cái gọi là cái hậu báo của những đời kiếp trước. Còn đây là ta tự tạo ra cái nhân hiện đời để ta nhận lấy quả báo hiện đời, cũng là cái điều đáng trách. Cho nên mong chư vị tu hành nhất định phải có cái tâm thoải mái, không uống thuốc thì căn bệnh của mình đeo đẳng dài lâu, tự mình chịu nặng. Xin hỏi chú Chín, mình không uống thuốc bệnh mình kéo 5 năm, nếu mình uống thuốc thì bệnh mình chỉ có 4 tháng mình hết, 4 tháng chịu khổ đỡ hơn là 5 năm chịu khổ, đúng không? Đúng không? Đúng không chú Chín? Chứ nếu mình đến 5 năm, thực ra 5 năm mình chịu khổ chưa chắc gì 5 năm mình chết. Tại vì cái thọ mạng mình còn thì không thể nào chết được. Nhưng mà mình uống thuốc đúng vắt, mình chỉ chịu khổ vài 3 tháng, còn trên 4 năm nữa để mình dùng cái sức lực này niệm Phật mới là đúng. Trong cái pháp mà Đức Phật để lại có cái tứ sự cúng dường, tức là cúng dường cho những việc tu hành đấy, có tứ sự. Trong đó thì ăn uống, ngủ nghỉ, rồi gì nữa, thuốc thang, y phục. Các vị tăng mà cũng phải mình cúng dường thuốc cho các ngài để các ngài uống cho thân thể được tráng kiện, gọi là pháp thể khang an, để các ngài thức kinh giảng đạo hướng dẫn chúng ta tu hành. Ta là phàm phu mà bệnh lại không uống thuốc là tự mình gây khó khăn cho mình. Nếu sợi mình cực đoan quá, mình không uống thuốc
mình giống như là người đang đi trong con đường gọi là tự tử chứ không phải là tu hành. Điều này Phật trách vô cùng, Phật chê vô cùng. Mong cho chư vị nhớ là khi đi hộ niệm, những người bệnh nào còn uống thuốc tan được, chúng ta cứ khuyên người ta uống thuốc. Uống thì uống, nhưng niệm Phật cầu vãng sanh thì quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Chư Phật cũng khuyên như vậy, chư tổ cũng khuyên như vậy. Không có chi chúng ta lại ép buộc người bệnh là đừng có uống thuốc, vì nếu uống thuốc là còn sợ chết, còn sợ bệnh. Vô tình chúng ta làm thân thể của người bệnh suy kiệt hơn, khó khăn hơn. Trong cảnh khó khăn đó làm sao người ta có thể nhiếp tâm niệm Phật được, nhiếp tâm niệm Phật được. Cho nên mong chư vị phải chú ý cẩn thận, đừng nên sơ suất. Có những việc ví dụ như thế này, khi một căn bệnh đã đến giai đoạn cuối cùng, chẳng hạn như người bệnh ung thư chẳng hạn, thường thường bị ung thư đau đớn quá sức, rồi phải mổ xẻ. Ví dụ như nãy có ông cụ vãng sanh đấy, bị căn bệnh quá nặng, biết rằng là có mổ xẻ cắt đi cái cục ung thư đó cũng chết. Cho nên Ngài quyết lòng không còn mổ xẻ nữa, quyết tâm niệm Phật, vì biết chắc rằng căn bệnh này đã đi đến chỗ ngặt nghèo rồi. Thì lúc đó Ngài có thể quyết tâm không còn chữa trị nữa, mà quyết chí niệm Phật để lợi dụng cái thời gian còn lại đó để niệm Phật cầu vãng sanh. Thì cái sự phát tâm này là phát tâm riêng của từng người, chúng ta nên ủng hộ giúp đỡ cho họ để mà tạo được cái tâm lực mạnh mẽ để con đường vãng sanh vững vàng. Còn những bệnh cảm cúm Covid có đồ gì đó, chư vị nên cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, uống thuốc cho đúng đúng độ để thân thể chúng ta an khang tráng kiện. Nhờ cái sức an khang đó mà tinh thần chúng ta vững vàng, chúng ta niệm Phật vãng sanh chắc chắn tốt hơn là người nằm thở phèo phèo, nói không nổi, nghĩ không được, đầu óc thì đau nhức, sợ rằng chúng ta quên mất câu A Di Đà Phật vậy. A Di Đà Phật. Lão cư sĩ Dầu Âm, chúng con thiên thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Dầu Âm đã tử bi hướng dẫn chúng con. Nếu mà không có những lời hướng dẫn này, chúng con sẽ mắc phải rất nhiều sơ suất. Tuy có nghe có đọc mà không có sự hướng dẫn, chắc chắn chúng con sẽ mắc phải sai lầm. Giờ hôm nay chúng con rất là hoan hỷ, vô cùng là hoan hỷ. Đúng như là lời lão cư sĩ Dầu Âm, chúng con ngồi đây rất là biết ơn sự chứng minh của quý thầy. Ngồi ở đây đúng là sướng thôi rồi, không biết là các chư vị có đồng ý thế không? Đúng là ngồi trong cái một cái pháp hội cùng với quý thầy, cùng từ trường hướng dẫn chúng sanh một đời này niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật không thể nghĩ bàn chư vị ơi. Cầu mong cho chư tôn thiền đức tăng ni làm sao chủ thế dài lâu mang tất cả cái tâm từ bi niềm tin này để hướng dẫn chúng con, làm cái chỗ dựa vững chắc cho chúng con, hộ niệm cho chúng con để một đời này chúng con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.